chủ một trang trại ngựa phát hiện lũ ngựa của mình có vẻ gì đó không bình thường. Lần theo dấu vết, ông ta phát hiện ra một vài cái xác trong chuồng ngựa, chưa kịp gọi điện báo cảnh sát thì bị một sát thủ giết chết từ phía sau. Một nhóm người được trang bị kỹ lưỡng từ đầu tới chân, chúng mang một số thiết bị đặt ở bãi cỏ. Sau một loạt tiếng nổ lớn, ba cái lỗ dẫn xuống lòng đất được hình thành bên dưới chính là căn cứ ngầm của cơ quan an ninh Hoa Kỳ. Nhận thấy nguy hiểm đang tới, đặc vụ Jack liền thông báo tình trạng khẩn cấp và cho nhân viên khóa hết ổ cứng. Có vẻ như những kẻ đột nhập này không hề tầm thường, chúng hạ được rất nhiều nhân viên an ninh ở đây. Jack phát hiện có một máy bay do thám, ông liền đập nát nó. Căn cứ nhanh chóng bị thất thủ, mọi thứ đã bị phá hủy. Biết không thể chống cự, Jack quyết định bỏ lại căn cứ. Ông đưa theo trợ lý Toby rời khỏi đây. Sau khi xem thiết kế của chiếc máy bay do thám, Toby nhận ra đây là một loại thiết bị tinh vi có camera siêu nhỏ và nó vượt qua công nghệ của NSA tận 10 thế hệ. Có thể khẳng định rằng những kẻ đột nhập này đã chuẩn bị một kế hoạch vô cùng kỹ lưỡng. Việc cần làm bây giờ là phải tìm một đặc vụ có kinh nghiệm chiến đấu tốt. Tin tức về cuộc tấn công vào chi nhánh của NSA đã sớm đến tai những quan chức Bộ Quốc phòng. Ngài Tổng thống đặc biệt quan tâm tới vấn đề này vì 16 đặc vụ bị giết chết. Điều này là một thiệt hại không hề nhỏ và an ninh quốc gia đang bị đe dọa. Tổng thống quyết định không thể bỏ qua cho những kẻ đứng sau. Chuyển cảnh tới một nhà tù. Tại đây đang giam giữ một tù nhân có tên là Stone. Anh ta từng là một sĩ quan quân đội công tác tại một đơn vị lính hải quân. Anh bị bắt vì đánh một sĩ quan khác. Jack đã xem hồ sơ công tác của Stone và nhận ra anh là người mà ông đang cần tìm. Stone và Jack trước đây là đồng đội cũ nhưng quan hệ của bọn họ có vẻ không mấy tốt đẹp. Jack cho anh hai lựa chọn, một là chết mọt xương ở đây, hai là tham gia làm đặc vụ NSA. Sau đó Jack nói một câu vô nghĩa và hẹn gặp Stone vào lúc 12 giờ 6 phút ngày mai. Có lẽ câu nói vô nghĩa kia chính là mật mã ngầm để bọn họ giao tiếp. Hôm sau Stone nhìn đồng hồ thấy gần tới giờ rồi. Anh nhanh chóng đánh gục hai quả ngục rồi tự mở khóa còng tay, sau đó trèo lên mái nhà qua ống thoát khí. Hai quả ngục khác tới cũng bị Stone bón hành. Cuối cùng nhân vật chính không nói không rằng một phát nhảy xuống từ tầng thượng. Tưởng hết phim xem, ai ngờ Jack lái trực thăng tới kịp lúc. Stone bám cẳng trực thăng rồi trèo lên thoát khỏi nhà tù. Có thực mới vực được đạo. Việc đầu tiên của Stone là ăn cho sướng cái bụng. Anh ta biết mọi người đang cần mình nên thái độ khá bố đời. Anh trợ lý Toby có phần không phục. Stone muốn tìm một nơi an toàn để trú ẩn. Jack chở anh bạn khó chiều này trên một con xe có thể đổi màu. Họ tới tìm một người bạn cũ của Stone, đó chính là Lola. Trước đây Lola và Stone từng là người yêu của nhau nhưng vì con bướm hư hỏng cần ăn nhiều khoai lang nên dẫn tới chia tay. Cả hai không mặn mà với nhau lắm nhưng vì công việc nên phải chấp nhận làm chung. Nơi đây đang sản xuất một chiếc xe đặc biệt phục vụ cho nhu cầu chiến đấu. Việc cần làm tiếp theo là tìm kiếm thông tin về những kẻ đột nhập kia. Ba người chia thành hai đường khác nhau, Toby và Stone về căn cứ cũ. Họ bắn một quả rocket phá một chiếc xe đậu ở đó để phân tán sự chú ý của cảnh sát. Tiếp đó là đu súng một đường hầm để xuống bên dưới. Stone nhanh chóng xử lý những tên lính canh. Nghe theo chỉ dẫn của Toby, Stone tìm được ổ cứng dữ liệu. Cảnh sát bên trên sau khi nhận ra mình là một con lừa, bọn họ liền chạy xuống dưới nhưng Stone đã chim én đi rồi. Để chứng minh mình giỏi hơn điệp viên Vin chọc tiền nhiệm, anh ấy liền thể hiện một màn biểu diễn mà chỉ có nhân vật chính mới dám làm. Đó là lái thuyền hết tốc lực rồi lợi dụng băng chuyền của tàu chở rác thành công bay lên cầu mà trốn thoát. Cảnh sát trưởng Kai lúc này giái cay tới cấp độ 7, lịt bẹ nó chứ, bao nhiêu người mà không bắt được nó. Đúng như dự đoán về danh tính của Stone, Kai phát hiện ra Stone từng là lính hải quân giỏi nhất trong lực lượng đặc biệt. Anh đã được chọn để thực hiện nhiệm vụ ở Kosovo. Giáng sinh năm đó anh được lệnh từ cấp trên phải phá hủy đốt sạch một khu dân cư bình thường. Nhưng Stone không đồng ý với hành động vô nhân đạo này. Anh đã dẫn một nhóm người làm trái lệnh tướng quân và người tướng quân này không ai khác chính là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đích Kịt hiện nay. Cũng chính ông ta là người đã đưa Stone vào tù. Đội trưởng Kai cũng xem video lúc Stone có luật sư tới thăm nhưng người tới thăm không phải là luật sư mà đó chính là Jack. Về phía Jack, ông lợi dụng đêm đến để quay về nhà để lấy thêm tài liệu. Nhưng khi vừa lấy mọi thứ ra khỏi tủ bảo hiểm thì bất ngờ bị một người đánh lén. Người đánh lén không ai khác chính là Đích Kịt. Nhà của Jack sau đó cũng bị lão ta phá hủy. Truyền thông nhanh chóng đưa tin vụ nổ xảy ra là do rò rỉ khí ga và Jack đã không qua khỏi. Tin tức này là một đả kích rất lớn với những đặc vụ NSA, kìm nén cảm xúc đau buồn. Họ quyết định phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để trả thù cho đồng nghiệp. Từ chiếc ổ cứng lấy được, cả nhóm nhận được thông tin đó chính là một bức ảnh. Trên bức ảnh là một nhân vật quan trọng có tên là Sally. Tại đám tang của Jack có rất nhiều nhân vật lớn tới dự. Stone nhanh chóng nhận ra cô gái tóc vàng kia chính là Sally. Anh dùng thân phận bạn cũ của Jack để nói chuyện với cô ấy và biết được thân phận của Sally cũng không phải bình thường. Cô ấy là một sĩ quan phụ tá của Ủy ban Quân đội Thượng viện. Stone nhờ sự trợ giúp của cô ấy để tiếp cận Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đích Kịt. Cải trang thành nhân viên phục vụ, Stone nghe được cuộc đối thoại của Đích Kịt và Phó Thủ tướng. Ông ta đang lên kế hoạch đảo chính. Kai ở bên này cũng nhận được tin tức mới. Anh ấy điều tra được tình hình các đồng đội cũ của Stone, tất cả bọn họ đều liên quan tới Đích Kịt. Sau khi Sally và Stone rời khỏi bữa tiệc, anh đã được cô đưa về nhà riêng.
cô không chỉ là một sĩ quan phụ tá bình thường, cô còn là con gái của một nhân vật quan trọng. Sau khi tắm rửa để chuẩn bị đút than vào cái lò hư hỏng, Stone không thấy Sally đâu nữa. Phát hiện trên sàn có một cây súng, anh liền rút súng tiến về phòng đọc sách và thấy một xác chết với phát đạn ngay trên đầu. Người chết chính là phó tổng thống. Đúng lúc này cảnh sát lại kéo tới, Stone chợt nhận ra chính con bướm vàng hư hỏng kia đã hại mình. Người dẫn đầu đội cảnh sát chính là Kai, anh ấy một mình tiến vào trong phòng và muốn cùng Stone đàm phán. Kai biết chắc rằng Stone không phải kẻ thủ ác, nhưng tất cả bằng chứng ở hiện trường đều chỉ ra Stone là kẻ giết người. Ngay cả việc tiếp cận đích kịch cũng bị chúng chụp lại. Kai muốn giúp Stone nên anh đã rời khỏi căn nhà. Cảnh sát nhanh chóng ập vào bên trong để bắt tội phạm. Stone nhân lúc hỗn loạn đã đánh ngất một cảnh sát rồi thay trang phục của anh ta thành công trốn thoát. Quay về nơi trú ẩn, Stone yêu cầu Toby hack thông tin của hệ thống quốc phòng Hoa Kỳ. Họ phát hiện đích kịch đang di chuyển toàn bộ lính và xe quân sự thông qua một trạm hải quân của tàu USS. Stone nhanh chóng hành động. Anh tiến tới con tàu sân bay và trèo lên trên. Phát hiện ra Sally, anh liền bám theo cô ta. Tới một tầng hầm, anh thấy Jack và tất cả những đồng đội cũ của anh đều bị bắt ở đây. Sally nhanh chóng ấn nút báo động nên đã bị Stone thẳng tay đánh bất tỉnh nhân sự. Không có thời gian cứu người, anh chỉ đành chim én đi trước. Stone nhảy tạm một chiếc xe tăng để tẩu thoát, nhưng đối phương đâu dễ cho anh đi như vậy. Chúng sử dụng một chiếc xe tăng khác để tấn công. Stone nhanh chóng chạy lên boong tàu sử dụng thiết bị phóng của máy bay chiến đấu, phóng chiếc xe tăng của mình vào chiếc xe tăng của địch. Trước lúc va chạm, Stone đã nhanh chóng nhảy xuống biển. Anh liền tìm tới Kai và đưa cho anh ta một số tài liệu. Bí mật an ninh cao nhất lại chỉ là bản đồ của Quốc hội. Trên bản đồ thể hiện rõ phương án tấn công và hành trình di chuyển của Tổng thống. Đây chính là kế hoạch đảo chính của Deckard, nhưng chỉ có tấm bản đồ như vậy thì không chứng minh được gì. Kai điều tra về con tàu ở bến cảng. Đúng lúc này Deckard cũng tới và bắt gặp. Mục đích tới thì cũng dễ đoán ra được, đó chính là uy hiếp Kai không được xen vào. Sau khi bị đe dọa, Kai tới tìm Stone. Xem ra anh ấy đã hoàn toàn tin tưởng những điều mà Stone nói. Deckard không chỉ muốn làm tổng thống mà còn muốn tấn công tất cả các cơ quan cao nhất trong Nhà Trắng để chiếm được thế thượng phong. Stone liền thuyết phục bạn cũ của mình tới giúp. Đây là một nhóm anh em chí cốt đã từng vào sinh ra tử với anh. Cuối cùng anh tới chỗ Toby để xem những chiến binh sẽ được trang bị những gì và kế hoạch tác chiến ra làm sao. Đầu tiên hai người phụ nữ cướp một chiếc xe container, sau đó đến kho đồ của người bạn Stone. Bên ngoài thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng bên trong thì vô số các loại vũ khí hạng nặng. Cùng lúc đó Deckard đang chuẩn bị đưa Jack và những người khác vào trong tòa Bạch Ốc. Ông ta ra lệnh cho binh lính chặn hết tất cả con đường dẫn vào Nhà Trắng, nhưng vẫn còn một lối đi ngầm. Đây chính là con đường duy nhất của nhóm Stone. Trong khi Tổng thống đang phát biểu, họ đã đột nhập vào khu vực của Quốc hội. Một chiếc xe tăng chặn đường họ, nó quay nòng pháo bắn nổ chiếc xe, nhưng cả nhóm đã nhanh chóng thoát khỏi đó. Sau đó, họ dùng cưa mở lắp một chiếc xe tăng để cướp nó. Nhà Trắng đột ngột mất điện. Tổng thống được các nhân viên an ninh đưa đi. Lúc này, Stone bắn pháo vào Nhà Trắng thuận lợi đột nhập vào bên trong. Deckard lộ rõ bộ mặt của mình. Hắn nhanh chóng đưa Tổng thống đi. Jack và những người khác bị Sally giải tới. Stone nhanh chóng hạ gục Sally và giải quyết đám lính đi theo, thành công giải cứu Jack và những đồng đội cũ. Deckard lộ rõ vẻ hoảng sợ. Ông ta quyết định lên xe lửa tẩu thoát. Đây chính là kế hoạch thực sự của ông ta, đó là để Tổng thống chết trong một vụ tai nạn xe lửa. Nhóm chiến binh chiến đấu ngoan cường tiêu diệt hết đám lính cản đường, nhưng Stone đã đến chậm một bước. Xe lửa đã khởi hành. Anh cần một chiếc xe có tốc độ siêu nhanh. Lúc này Lola lái một chiếc siêu xe tới. Siêu xe này được trang bị động cơ hơn 600 mã lực và chỉ có 3 chiếc trên thế giới. Giá xương xương đâu đó nửa triệu đô la. Anh vừa lái xe vừa cập nhật tình hình cho Kai biết. Chiếc xe lao như tên bắn trên đường cao tốc, cuối cùng cũng nhìn thấy xe lửa. Bên trên Jack và Kai lái trực thăng hỗ trợ. Thấy trước mắt là chiếc xe lửa, anh tăng tốc đưa xe lên đường ray. Bốn lốp của chiếc xe liền vỡ nát. Anh dùng súng bắn vỡ cửa kính rồi dùng rocket bắn nổ phần sau của xe lửa, sau đó chạy xe áp sát và nhảy vào bên trong. Anh lạnh lùng bón hành cho đám lính rồi nhanh chóng đi tìm Deckard. Thấy nguy hiểm, Deckard liền bắt Tổng thống làm con tin. Stone nhanh trí tắt hết thiết bị điện trên tàu. Tổng thống nhân cơ hội đó đánh trả lại kẻ phản bội. Stone cũng có mặt để hỗ trợ ông. Lúc này chiếc trực thăng đã bám sát xe lửa, Kai với tay kéo Tổng thống lên. Deckard cầm súng bắn làm cánh tay của Kai bị thương. Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng Tổng thống đã an toàn. Lúc này Jack phóng rocket phá hủy xe lửa. Vậy là Deckard cùng chiếc xe lửa nổ tung, còn Stone từ xe lửa nhanh chóng nhảy xuống biển và bơi tới nơi an toàn. Cuối phim, Deckard không bị buộc tội đảo chính mà vẫn được chôn cất với danh dự cao nhất. Sau đó một đội quân được thành lập để bảo vệ an toàn cho Tổng thống. Với những đóng góp của mình, Kai nhận được huân chương của Quốc hội. Anh ấy được công nhận cùng một người hùng ẩn danh khác. Stone được trả tự do, nhưng anh ấy cũng không mặn mà lắm với công việc làm đặc vụ này, còn Jack thì trở về căn cứ và nghĩ tới chuyện tìm đặc vụ mới. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những bộ phim tiếp theo.